Các em yêu quý, khoảng độ hơn một tuần nay ở trên Internet thì xảy ra một cái vụ tranh cãi rất là gay gắt kể từ khi mà có một cái video dạy đánh vần tiếng Việt của công nghệ giáo dục được đưa lên mạng. Thì vì cái cách làm này nó khác với cái cách dạy đánh vần hiện nay ở Việt Nam, tức là trong cái chương trình chính thức, và có rất là nhiều người thì không hiểu gì nhiều về tiếng Việt, về ngữ âm học và về chữ quốc ngữ mà lại tham gia một cách rất tích cực vào cái cuộc tranh cãi này. Và thầy thấy là nhiều bạn thì cũng không hiểu lắm mà mạt sát người khác rất là kinh khủng. Và thầy không muốn học sinh của mình lại rơi vào cái tình huống đó. Cho nên thầy làm video này. Thì thầy không phải là một chuyên gia về ngôn ngữ, không phải là một nhà ngữ âm học, mà thầy có hiểu biết một chút về cái vấn đề tiếng Việt. Cho nên thầy cố gắng trong cái hiểu biết hạn hẹp của mình thì sẽ giúp các em sẽ hiểu được một phần nào đó về vấn đề này. Với lại thầy cũng nghĩ là ở góc độ một người Việt Nam và một người có văn hóa thì mình cần phải hiểu rõ cái tiếng Việt của mình là như thế nào, đúng không? Chứ nếu mà mình không hiểu rồi mình chém bừa đi thì người ta cười cho, và điều đấy thì không ổn đối với một cái người có văn hóa. Ở cái góc độ thầy là một người làm giáo dục, thầy nghĩ như vậy. Thế thì nội dung bài nói chuyện hôm nay liên quan đến tiếng Việt, ngôn ngữ và chữ viết, thì thầy sẽ cố gắng làm thật rõ nhé. Và trong quá trình nghe video này thì các bạn còn thắc mắc gì thì các bạn sẽ tiếp tục đưa bình luận xuống dưới, và trong trường hợp cần thiết thầy sẽ làm một video khác để giải thích cặn kẽ hơn cho các em. Cái mục đầu tiên thầy muốn nói đó là cái lịch sử của chữ quốc ngữ, là cái chữ mà hiện nay chúng ta đang dùng ấy, nhớ chưa? Thì thầy nói thứ nhất là chữ quốc ngữ đã. Thì chữ quốc ngữ này có một cái mốc này là năm 1625. Đấy. Liên quan đến một cái người cha đạo người Pháp, đó là cha Đắc Lộ. Cha Đắc Lộ là người Việt gọi ông ấy như thế thôi, chứ tên của ông ấy là Alexander Roth. Ông ấy sinh ra ở vùng Avignon của nước Pháp, và ông ấy sang nước Việt Nam của chúng ta để truyền đạo. Thế thì vào năm 1625, qua cái thời gian đó, thì ở Việt Nam chúng ta như thế nào? Người Việt về cơ bản là không có chữ viết. Không có chữ viết, nhớ chưa? Chỉ có ngôn ngữ thôi. Thế thì lúc bây giờ khi cha Đắc Lộ sang Việt Nam thì thấy dân là nói một cái thứ ngôn ngữ rất khác, và tất nhiên là cha không hiểu gì cả. Còn một số rất là ít những cái người nho học thì biết dùng chữ nho, nhưng mà tỷ lệ những người như vậy là rất là ít. Các em tưởng tượng là tận năm 1945 mà Việt Nam còn hơn 90% dân số là mù chữ, thì cái khoảng năm 1625 này thì các em có thể nói là gần như toàn bộ dân Việt Nam không biết chữ. Và khi mà truyền đạo thì tức là phải dạy cho con chiên giáo lý, cho nên cha Đắc Lộ cần phải có một cái ngôn ngữ nào đó để có thể viết ra, để con chiên có thể đọc được. Và cái ngôn ngữ đó nó phải rất là dễ dùng, rất là phổ biến mới được. Chứ mà chữ nho thì nó khó quá, bản thân cha học cũng khó, và người Việt thì học cũng khó. Các em biết là chữ nho có khi cả đời học còn không hết chữ cơ. Thế thì cha bắt đầu mới vận dụng một cái phương pháp của các nhà ngôn ngữ học để dựa trên đó để mà tạo nên cái bộ chữ viết cho người Việt Nam. Thì cái cách làm của cha Đắc Lộ đó là cái cách làm của các nhà ngữ âm học. Thì cha làm như thế này này, lắng nghe người ta phát âm, sau đó thì phân tích cái âm đó ra, phân tích đến mức độ mà cái âm đấy nó thành một cái đơn âm, nó không thể phân tích được nữa. Thì dùng các cái con chữ Latin, các con chữ tiếng Pháp ấy, để ghi lại các cái âm đó. Nhớ nhá, đầu tiên là nghe này, sau đó phân tích này và ghi lại. Nhớ ba cái thao tác này. Nhớ chưa? Xong phân tích, xong nó ghi lại. Thì ghi thì cha Đắc Lộ mới dùng cái ký tự mà ông ấy quen, đó là ký tự Latin để ghi. Chứ nếu mà một người mà không dùng cái hệ ký tự Latin thì họ có thể ghi theo cách khác, nhớ chưa? Thế thì ví dụ nhé, khi nghe người dân nói là ba thì sẽ phải phát âm lại là ba, xong kéo dài nó ra là ba ba bờ a. Đấy, tách được ra hai cái âm đó thì có hai âm, một là âm bờ, hai là âm a, được chưa nào? Sau đó lại nghe người dân nói là be 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 chẳng hạn, be thì phân tách ra be bờ e bờ e, thì thấy ở đây nó có hai âm là bờ e. Như vậy trong cái chữ ba thì nó có âm bờ và âm a, trong chữ be thì có âm bờ và âm e, thì cha mới lấy cái chữ b ở trong tiếng Pháp để ghi cái âm bờ. Đây, chữ B này, để ghi cái âm này, âm bờ, thầy cứ ghi như này nhé. Đấy. Thế trong chữ 3 thì còn một cái âm nữa, đó là âm A. Nhưng mà cái âm A đó thì không thể tách ra được, nó cũng là một đơn âm luôn. Cho nên là cha mới lấy cái chữ A ở trong tiếng Pháp để ghi âm A. Đây, chữ A là ghi âm A luôn. Nhớ chưa nào? A, đấy, không thể tách ra được.
Thế thì bây giờ cái chữ ba á, thì ghép cái âm bờ và âm a vào thì nó thành ra chữ ba. Cho nên khi ghi cái chữ ba thì cha chỉ cần ghi là bờ a ba là được. Và khi đánh vần thì các em chỉ cần đọc là ba, đúng không? Ba, đấy, đọc luôn là ba. Đấy. Tương tự như vậy thì khi phân tích cái âm be thì các em biết là bờ thì cũng là dùng chữ b này để ghi, nhưng mà bờ e thì cái âm e phía sau ấy thì cha dùng cái chữ ơ ở trong tiếng Pháp để cha ghi. Thì chữ ơ này này thì để ghi âm e, nhớ chưa? Và đây là một đơn âm, thành ra là dùng chữ ơ. Và lúc bây giờ chữ be thì sẽ được ghi bằng bờ e, đúng không? Là âm bờ và âm e đi với nhau thành chữ be. Xong đấy thì chẳng hạn như là sẽ có những cái âm phức tạp hơn một chút nhá. Ví dụ như là âm con chẳng hạn. Con, ví dụ con bò, con người, con gì đó. Thì cái con ấy thì phân tách ra là cờ on, cờ on, cờ on, được chưa? Thì cái âm cờ này này thì cha dùng cái chữ C ở trong tiếng Pháp để cha ghi cái âm cờ, nhớ chưa? Nhưng mà con thì gồm có cờ và on, mà cái âm on ấy, thì nó là một cái đa âm chứ không phải đơn âm. Âm on ấy, thì cái âm on này nó khá dài thì cha bắt đầu phân tích tiếp ra. Nó không giống như âm A và âm E là hai đơn âm, mà âm on thì đọc là on, 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 tức là nó gồm có O và một cái N đằng sau. Thì tách ra thì cuối cùng nó thành là cái âm O và âm N. Âm O ở trong cái chữ co ấy, cờ O thì có cái âm O, nhưng mà N thì nó tách ra, cho nên là cha dùng cái chữ O để ghi cái âm O, và dùng chữ N để ghi cái âm N. Và on, cái này nó thành ra là on. Đấy, là âm O và âm N đi với nhau. Và cái chữ con ấy, thì bây giờ sẽ gồm là gì? Là on. Như vậy chữ con được ghép thành hai âm là cờ và on. Nhưng mà bản thân cái âm on này được ghép từ hai âm là O và N, đúng không? Chứ khi các em đánh vần là cờ on con, chứ không ai đánh vần là cờ on N con. Không, phải đánh vần là cờ on con. Được chưa các em? Sau đó thì vì là cái tiếng Việt của chúng ta thì nó có thanh điệu, tức là nó lên nó xuống, cho nên là cha mới phát hiện ra là có âm A nhé. Nhưng mà lại có cái âm như là âm á, hay là âm à, hay là âm ả, hay là âm ạ. Thì tất cả những cái âm đấy nghiên cứu thì thấy nó đều xuất phát từ A. A nhưng mà cho nó lên một tí thì á, nhưng mà cho nó hạ cái tần số xuống, độ cao xuống thì nó thành à, và cho nó chặn ở phía đuôi thì nó thành ả, nhớ chưa? Thì bắt đầu cha mới sáng tạo ra các cái dấu để ký hiệu. Thì ví dụ như A mà thêm cái dấu như này ta gọi là sắc, thì thấy cái dấu này chúng ta phải nâng cái độ cao lên thì nó thành á, nhớ chưa? Như vậy á này là một âm chứ không phải là gồm hai âm là a sắc á rồi nhé. Đánh vần a sắc á thực ra là nó đúng về mặt là cấu trúc thôi, chứ còn về ngữ âm là không đúng, mà phải nhìn cái này là phải á luôn. Ví dụ như khi mà các em đánh vần chữ cá là các em phải đánh là cờ á cá mới đúng nhé, cờ á cá mới đúng. Tuy nhiên là cách dạy hiện bây giờ thì chúng ta dạy là cờ a ca sắc cá, nhưng mà cái âm cá đây này thì cũng có thể hiểu theo cách khác, tức là cờ a ca rồi xong thêm dấu sắc thì nó chữ ca nó thành chữ cá. Cho nên bây giờ thì người ta vẫn dạy là cờ a ca sắc cá. Nhưng mà nếu phân tách âm thì các em cho thấy là cờ á, cờ á. Nhưng các em đánh vần kiểu gì cũng được. Và khi mà dạy ngôn ngữ cho mọi người thì phải thống nhất cái cách đánh vần. Đó là do thống nhất thôi, chứ không phải là đúng hay sai nhé. Thế bây giờ nếu mà các em muốn có cái âm à, chẳng hạn như là cà chẳng hạn, thì các em sẽ phân tách thành cờ à, tức là âm cờ và âm à. Thì các em phải có một ký tự để mà ghi là cái âm à đó. Mà à và a thì nó khác nhau ở cái độ cao thôi, ở cao độ. Cho nên là cái âm à này thì cha đã đưa thêm một cái ký hiệu này là dấu huyền. Và khi mà thấy dấu huyền đây thì các em mặc nhiên là các em hiểu là a, nhưng mà phải hạ nó xuống nó thành à, đúng không? Và khi đó thì từ đây nó sẽ phát sinh ra cái chữ là cà, là như vậy. Như vậy cái chữ cà này các em có thể đánh vần là gì? Cờ à cà, cờ à cà. Nhưng mà cũng có thể coi như là cờ a là ca, nhưng rồi thêm dấu huyền thì cái chữ ca nó thêm dấu huyền nó sẽ cà. Nhưng cách đánh vần chuẩn nhất là cờ à cà, cờ à cà, nhớ chưa? Thì cái cách nghiên cứu của cha Đắc Lộ ấy, phát triển cái ngôn ngữ ấy, là bằng cách cái gì? Nghe xong rồi phân tách các âm đó ra, xong rồi ghi lại các âm đó bằng các cái con chữ. Nhưng mà vì cha là người Pháp cho nên là cha dùng các cái con chữ Latin ở trong tiếng Pháp để cha ghi lại. Chứ còn tưởng tượng là nếu như mà có một người nào đấy, không phải là cha Đắc Lộ, mà một cái người nào đấy, người ta dùng chữ ba này chẳng hạn, là chữ bờ này người ta dùng ký hiệu con giun như này, đúng không? Xong rồi chữ a này người ta dùng ký hiệu con dế như này, thì tự nhiên cái chữ ba nó sẽ thành ngay như thế này đấy. Và các em được dạy lâu thì các em nhìn vào đây các em hiểu ngay là âm bờ, âm a vào đây sẽ thành chữ ba, nó thành như là giun dế đấy, đúng không?
Đấy. Cho nên là các em phải nhớ nhé, các con chữ này đã được dùng để ghi các âm. Và cái cách học này là cái cách học mà theo đúng con đường mà các nhà ngôn ngữ học họ đã đi. Như vậy là các em đã biết cái cách làm của cha Đắc Lộ hay là cha Alexander Roth, thì ông ấy đã làm như thế nào để tạo ra cái hệ thống chữ quốc ngữ, đúng không? Là ông ấy đã lắng nghe người bản xứ phát âm như thế nào, sau đó ông ấy phân tách ra và ông ấy dùng các cái con chữ Latin để ghi lại cái âm đó, được chưa? Thế thì bây giờ này, đến đây thì thầy phải lưu ý các em một cái điểm rất là quan trọng mà nhiều người nhầm lẫn, là giữa chữ cái và âm là hai thứ khác nhau. Trên cái mục 2 thầy sẽ nói là chữ và âm. Đấy. Thì ví dụ nhé, cái chữ này thì nếu tiếng Pháp em đọc nó là A, nếu tiếng Anh em đọc nó là A, đúng không? Nhưng mà cái chữ này được dùng để ghi cái âm A ở trong tiếng Việt, nhớ chưa? Thế còn cái chữ này thì nếu mà tiếng Pháp em đọc nó là B, tiếng Anh em đọc nó là B, nhưng mà tiếng Việt thì cái chữ này được dùng để ghi âm B. Như vậy khi em đọc B tức là em đọc cái âm mà cái chữ đó ghi. Đấy. Và chữ này thì tiếng Pháp em đọc là C, tiếng Anh em đọc là C, nhưng mà trong tiếng Việt được sử dụng để ghi âm cờ. Như vậy với người Việt chúng ta thì phải nhớ rõ này là A, B, cờ là những cái âm ở trong tiếng Việt, nhớ chưa? Và cái đó làm nên cái ngôn ngữ của chúng ta, được chưa? Còn A, B, C đó là tên của các con chữ. Đấy. Và A, B, C tức là tên của con chữ nhưng mà do người Anh họ đọc như thế. Thế thì cái A, B, cờ là cái quan trọng nhất. Và nếu mà phải bỏ đi và giữ lại một cái thì các em nhớ là phải giữ A, B, cờ, chứ không phải giữ A, B, C và A, B, C đâu nhé. Bởi vì các cái âm đó mới là cái mà quan trọng đối với chữ quốc ngữ, nhớ chưa nào? Thế thì các em phải phân biệt được là chữ và âm là khác nhau. Mỗi chữ thì nó có một cái hình dáng của nó, hình ảnh của nó, có một cái tên của nó, nhưng cái âm mà ghi nó là một cái âm rất là cụ thể. Hay là ví dụ như là cái âm ng chẳng hạn nhé, thì có thể là ghi bằng là ng, nhưng cũng có thể là ghi bằng là ngh, đúng không? Hay là cái âm cờ chẳng hạn, thì cái âm cờ này có thể ghi bằng chữ C, đúng không? Cũng có thể ghi bằng là chữ K và cũng có thể ghi bằng chữ Q. Thì tùy vào trường hợp thì chúng ta có cái quy tắc ngữ pháp để chúng ta ghi nhé. Chúng ta có cái quy ước. Thì tại sao cùng cái âm cờ mà lúc lại ghi bằng C, lúc lại ghi bằng K, lúc ghi bằng Q, nhưng đều đọc là cờ, là cái đó là do cái quy tắc ngữ pháp mà thầy không có nhiều thời giờ để đi sâu vào đó. Bạn nào muốn tìm hiểu tiếp thì sẽ phải tự tìm hiểu sâu hơn, nhớ chưa, thầy sẽ nói sau. Nhưng nhớ là đây là âm cờ, cờ, cờ. Đây là âm ng thì ghi bằng hai cái chuỗi này. C thì đây là ghi âm cờ, B là ghi âm bờ và A là ghi âm A. Nhớ chưa? Như vậy là các em đã hiểu được sơ bộ cái quá trình tạo ra cái bộ chữ quốc ngữ rồi, đúng không? Và phân biệt được giữa âm và chữ cái rồi. Thì bây giờ thầy nói đến tiếp một cái nội dung, đó là cái việc dạy đánh vần là như thế nào. Vì cái này đang cãi nhau to này. Ba là đánh vần. Thế thì hiện bây giờ thì đang có hai cách làm. Cách làm thứ nhất là trong cái chương trình phổ thông chính thức. Đây, chương trình là hiện hành. Và cái chương trình hiện hành này thì đang được sử dụng tại hầu hết các trường tiểu học cho học sinh lớp 1 để dạy cách đọc tiếng Việt. Thì cái chương trình này thì ai cũng biết rồi, và hầu hết các em đều được dạy cái này. Và người ta dạy thế nào? Người ta dạy là người ta cứ đưa một cái chữ ra, hoặc là một cái nhóm ký tự ra, rồi người ta dạy cách đọc. Ví dụ như là đây là đọc là bờ, đây là đọc là on, đây là đọc là ồ, ví dụ như vậy, đúng không? Thì học sinh nhìn vào đây, cô giáo chỉ là bờ, các em đọc bờ, đây đọc là on, đấy. Tức là học sinh cứ nhìn cái này thì đọc là như vậy, cứ nhìn cái này thì đọc là như vậy. Thế thì ở đây là họ đã dạy các cái ký tự, đúng không? Ký hiệu, ở đây dạy ký hiệu. Nhớ nhé. Thế còn cái cách của công nghệ giáo dục, cách của công nghệ giáo dục mà cái người khai sinh ra cái công nghệ giáo dục này chính là giáo sư Hồ Ngọc Đại, thì dạy kiểu khác. Công nghệ giáo dục thì chủ trương đưa trẻ em đi lại con đường mà nhà ngữ âm học đã đi. Cho nên là trong các cái lớp của công nghệ giáo dục thì trẻ em bắt đầu được học cách là phân tích âm. Ba, bờ, a, ba. Ví dụ như này, các em thấy học sinh công nghệ giáo dục học này. Ba, bờ, a, ba. Tức là các em phân tích thành bờ, a. Ví dụ, be,
bờ e be thì có bờ e. Như vậy các em sẽ nhận ra là trong chữ bờ a ba và bờ e be có một chữ bờ, và xong đấy thì thống nhất là ký hiệu cái chữ bờ đấy là b, được chưa? Và cái cách học của học sinh công nghệ giáo dục thì nó đi lại con đường mà nhà ngữ âm học đã đi, tức là học theo cái cách là khoa học, đúng không? Đấy, và học sinh là sẽ tự khám phá ra cái quy luật đó. Tất nhiên là tự khám phá nhưng mà thầy cô phải dẫn. Thế thì khác với cái chương trình hiện hành là dạy cái ký hiệu, thì cái chương trình công nghệ giáo dục là dạy trực tiếp vào các cái âm nhá, rồi tiếng, dạy trực tiếp vào. Thế thì các em biết không, trong quá trình nghiên cứu ngôn ngữ ấy, thì cái ngữ âm học ấy, là người ta nghiên cứu cái âm này, đây mới là cái vật thật này, đây mới là đối tượng chính này, đây là thật này. Rồi mỗi một âm như vậy sau khi nghiên cứu xong thì người ta thay thế nó bằng một ký tự. Thì có thể hiểu là như thế này này, cái chương trình hiện hành là đang dạy vật thay thế, còn cái chương trình công nghệ giáo dục là dạy vật thật, rồi từ cái vật thật đó ký hiệu nó mới ra vật thay thế nhé. Thì cái này giống như là trong cái lớp khoa học của thầy Nam ấy, là khi thầy dạy cái thước rồi cm rồi dm thì phần lớn mọi người khi dạy thì sẽ đưa cái thước ra, xong đấy thì cho trẻ con dạy cái cách đo cái thước, là khi đo độ dài của một đoạn thì đưa cái số 0 vào đây rồi kéo cái thước ra xem cái đầu bên kia nó đến số mấy thì đọc, ví dụ 7 cm hoặc 10 cm. Thì cách dạy như vậy là học sinh nó biết dùng cái thước. Nhưng mà thầy Nam thì sẽ tổ chức cho học sinh cái cách là đo độ dài, rồi nó xây dựng nên cái đơn vị độ dài, nó chọn một cái như con Lego làm đơn vị độ dài, xong từ con Lego đấy thì các em mới tạo ra cái thước và dùng chính cái thước để đo. Thì hai cái cách đó nhìn bên ngoài, nếu các em nhìn hình thức thôi thì các em thấy là em sẽ dùng được cái thước, nhưng mà cái đứa bé dạy theo cái cách là dùng cái thước thì nó chỉ học được cái bề ngoài, còn cái đứa mà học theo cách tạo ra cái thước thì nó học được cái bản chất của phép đo là gì, nó học được bản chất của cái đơn vị chuẩn là gì, và sau này khi mà thay cái đơn vị cm thành inch hay thành bất kỳ một cái gì thì tự đứa bé học theo cái cách thứ nhất ấy thì nó sẽ hiểu được ngay lập tức là inch hay là cm là gì mà không cần phải giải thích nhiều. Nhưng mà cái đứa mà dùng cái thước theo cái cách là sử dụng để đo thôi ấy, thì khi đổi ra một hệ đơn vị khác nó rất là bối rối, bởi vì nó nghĩ đó là một cái gì đó khác mà nó không hiểu, chứ nó không biết đó là bản chất của đơn vị chuẩn. Hay là các bạn học theo chương trình hiện hành thì khi các bạn đã nhìn thấy các cái âm này, các con chữ này các bạn đã đọc luôn, nhưng mà các bạn học theo chương trình công nghệ giáo dục thì các bạn đã hiểu rõ là cái chữ đấy thì nó ghi cái âm gì. Cho nên là các em tưởng tượng là có hai đứa bé nó đi trong rừng và tự nhiên nó nghe một cái âm thanh gì rất lạ, thì cái đứa học công nghệ giáo dục này nó có thể tự phân tách cái âm thanh đó ra và nó ghi lại cái âm thanh đó. Nhưng cái đứa học cái này này thì nếu mà cái âm thanh đó nó chưa bao giờ được dạy trên lớp thì nó không tự ghi lại được. Nhớ chưa? Và cái điều này là đã được cái công nghệ giáo dục chứng thực được rất lâu rồi. Thầy ví dụ như có một cái chữ huyền chẳng hạn. Chữ huyền này là các cái bạn học theo chương trình hiện hành là rất là đau đầu, viết hay bị thiếu. Nhưng mà nếu mà một cái bạn học công nghệ giáo dục thì các bạn ấy sẽ tách huyền thành huyền, hờ huyền, hờ huyền, được chưa? Như vậy có cái âm hờ đằng trước bạn ấy ghi, thế còn cái âm huyền đằng sau hơi dài thì cái âm huyền đấy sẽ phân tách này, huyền, 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 thì gồm có âm uy và âm huyền. Âm uy và âm huyền thì âm uy lại có cái nhóm là đây là ghi âm uy là bằng u và y, còn ghi âm n là đây là e và n, thì đây là huyền, huyền mà âm n ở đây là phải ghi là dấu huyền nữa, đúng không? Hay là có thể nó đánh vần thành là huyền ở trong nó thêm dấu huyền vào, thì huyền là hờ uyên, mà uyên là ui vậy n đấy. Thì cái đứa mà học công nghệ giáo dục ấy thì nó sẽ tự phân tách và nó sẽ ghi lại cái âm này, và khi nó nhìn thì nó sẽ đọc được. Nhưng mà những bạn nào mà không nắm được cái quy tắc này thì khi nghe một cái mới lạ thì không biết xử lý ra làm sao cả, không biết xử lý ra làm sao cả. Cho nên là mới nói là cái công nghệ giáo dục này thì nó là dạy vật thật, còn cái hiện hành này nó chỉ dạy hình thức thôi, nhớ chưa? Thế thì em phải nhớ là cái chương trình này vì học sinh đi lại con đường của nhà ngữ âm học cho nên là nó rất là sáng tạo, và cái chương trình này đã được triển khai gần 40 năm nay, gần 40 hay hơn 40 thầy không nhớ rõ lắm, nhưng mà chủ yếu là dạy ở những cái vùng mà trẻ con tái rất là hay bị tái mù nếu dạy bằng phương pháp đen. Mà khi dạy bằng cái cách này vì nó học được bản chất cho nên là trẻ con nhớ rất lâu và không tái mù, và sau 3 tháng thì trẻ con có thể là tự là đọc và ghi lại một cách rất là chắc chắn mà không bao giờ, hầu như không bao giờ các em nó quên. Thì vừa rồi có một cái bài báo đã đưa lên một cái thống kê cái công trình nghiên cứu của Viện Công nghệ Giáo dục trên các cái đối tượng học sinh học theo phương pháp này và phương pháp này, thì thấy là cái số các em học theo công nghệ giáo dục thì các em nắm được cái này vững hơn và cái tỷ lệ tái mù thấp hơn và học được nhanh hơn. Thì có nhiều người nói là cái này là do ông tự hát ông khen hay, nhưng mà thực ra các nhà khoa học họ làm việc có chuẩn mực của họ và có phương pháp, cho nên nếu mà mình nghi ngờ cái điều đó thì thực ra là cũng chả biết làm thế nào. Vì khi mà anh đòi hỏi một cái nghiên cứu, cuối cùng người ta trưng ra một cái nghiên cứu anh bảo cái này thì
lại không đáng tin. Thế thì chả có nào đáng tin. Cho nên là với những người như vậy thầy không nói chuyện được nhé. Mà thầy đang cố gắng để giải thích nó là cái gì. Bây giờ thầy nói sang một cái mục nhỏ nữa. Tức là như này này, nhiều bạn khi mà nói chuyện hoặc chém hoặc là chửi nhau về cái chuyện này thì hay lôi tiếng Anh rồi tiếng Pháp rồi tiếng Trung ra để mà như là ví dụ minh họa, mà các bạn không phân biệt được một cái yếu tố ở đây, tức là biến hóa hình thái. Thì thầy sẽ giải thích cho các em biết là tại sao mà cái chữ quốc ngữ của chúng ta nó khác với những cái chữ kia là như thế nào nhé. Thì thầy sẽ nói cái biến hóa hình thái. Chúng ta không có nhiều thời gian nên là thầy nói mỗi thứ một ít thôi. Còn nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn phải tự tìm, nhớ chưa? Nhưng mà nói dài quá thì chết. Thế thì bây giờ thầy nói tiếng Anh trước chẳng hạn nhé. Thì các em thấy này, tiếng Anh ấy, thì cùng viết giống hệt nhau nhưng có khi lại là đọc khác nhau khi mà nghĩa nó khác nhau. Thầy ví dụ như là cái chữ này, cái chữ này thì khi nó là động từ chẳng hạn nhé, thì các em đọc nó là record, đúng không? Record, đúng không? Động từ các em đọc. Nhưng mà khi nó là danh từ thì các em đọc là gì? Record, record, tức là nhấn vào cái này. Như vậy record thì nó khác record, đúng không? Thì cái này nó có biến hóa hình thái, tức là biến hóa về cách đọc, nó không đọc giống nhau mặc dù viết y hệt, nhớ chưa? Hay là sang cái chữ mà chúng ta đã dùng hàng ngàn năm, đó là chữ Hán chẳng hạn, thì cái chữ Hán đó là nó lại ghi trên cơ sở là nghĩa. Thầy ví dụ như là cái chữ này, như các em có cái chữ này chẳng hạn đây, thì cái chữ này ý của nó là hướng nam, nhưng mà người ở Trung Quốc thì có rất là nhiều vùng mà họ đọc với cái âm khác nhau. Và các em biết là người ta gọi Việt Nam là Duyên Nam, đúng không? Là cái chữ này là đọc, mà nếu ghi đúng theo âm thì nó là chữ Nam nha ha. Nhưng mà người Việt chúng ta thì cũng đọc cái chữ này là thành chữ Nam, đúng chưa? Và cả hai hoặc là rất nhiều cái nhóm đọc với cái âm khác nhau nhưng mà đều hiểu nó là hướng Nam hết đấy. Các em có thấy không? Nhưng mà tiếng Việt thì khác nhé. Với cái chữ viết của chúng ta là cái chữ quốc ngữ thì hoàn toàn khác. Viết thế nào thì đọc thế ấy, ghi thế nào thì đọc thế ấy nhé. Và đọc thế nào thì ghi thế ấy, là thống nhất với nhau. Không có chuyện là ghi một chữ nhưng mà đọc nhiều kiểu. Và không có chuyện là nhiều kiểu đọc nhưng mà cùng cách ghi, hay là một cách đọc nhưng mà nhiều cách ghi. Thì cái đó là rất khác. Cho nên là đừng có lôi những cái ngôn ngữ khác vào để mà bình luận cái này rồi xong rồi tỏ ra chúng ta hiểu biết mà thực ra chả đúng gì cả, vì không hiểu được bản chất. Nhớ này, tiếng Việt là không biến hóa hình thái, nhớ chưa? Nó khác hoàn toàn với những cái thứ ngôn ngữ khác. Bây giờ thầy nói thêm một cái mục nữa, đó là cái vấn đề của công nghệ giáo dục và cái cách dạy hiện hành hiện nay như thế nào nhé. Thì cái năm này thầy sẽ nói cái vấn đề của nó. Thì bất kỳ cái phương pháp nào nó cũng có cái hạn chế của nó, thì chúng ta phải thấy cái đó, chứ không phải là cứ tôn vinh nó lên cái tận trời rồi nghĩ là nó tuyệt vời. Không phải, nó có cái hạn chế. Và trong quá trình chúng ta áp dụng nó thì chúng ta phải biết cái điểm hạn chế và cái điểm ưu điểm của nó, để chúng ta làm cho cái ưu điểm nó trội lên, cái điểm hạn chế nó giảm xuống, đúng chưa? Thế thì bây giờ như này này, cái cách dạy công nghệ giáo dục ấy, ví dụ như thầy Nam đọc là rõ ràng, ví dụ như là rõ, thì cái âm R ấy là được ký hiệu bằng chữ R, được chưa? Và âm O hay là âm O thì nó gồm một O và dấu ngã đây, thì đọc là R-O rõ chẳng hạn. Hay là nhiều bạn là R-O rõ trong ngã rõ chẳng hạn. Đấy, hai cách đánh vần, cách nào cũng được. Nhưng mà chuẩn nhất phải là R-O rõ, bởi vì ghép âm R và âm O thì nó mới ra rõ, được chưa? Tuy nhiên nếu mà các bạn là người Hà Nội của chúng ta, thì người Hà Nội nói rất là rõ ràng, thì người ta không đọc là chữ R, người ta đọc chữ R. Và nếu như vậy thì khi phân tích là rõ, thì R-O do ngã rõ, thì người ta sẽ phải ghi âm R ở đây và O đây. Và nếu như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta phân tích âm và ghi lại đúng các ký tự, thì cái chữ rõ ràng của người Hà Nội nó khác với chữ rõ ràng của người như thế nào, đúng không? Và ở đây là rõ, ở đây là rõ. Nhưng mà trong trường hợp này thì rõ ràng thì phải thống nhất với nhau, chỉ có một cách viết thôi, và nó phải là R chứ không phải là G. Bất kể chuyện anh không đọc được chữ R, nhưng mà trong trường hợp chữ rõ ràng thì anh vẫn phải dùng chữ R, mặc dù là anh không đọc được. Anh không đọc được nhưng vì anh không đọc được cho nên anh thấy chữ R anh cũng vẫn đã đọc là G, nhưng thực ra nó là một âm khác vì anh không đọc được thôi. Và cái này dẫn đến là khi gặp những trường hợp đó thì buộc sẽ phải quy ước thôi, bắt những cái người mà không chuẩn để theo cái người chuẩn. Bất kỳ quốc gia nào cũng thế, nhớ chưa các em? Thế thì cái cách dạy công nghệ giáo dục ấy thì nó sẽ cực kỳ mạnh, bởi vì nó tạo cho trẻ con một cái đầu óc rất là khoa học, một cách làm việc cực kỳ là sâu sắc và hệ thống. Nhưng mà khi áp dụng sang những cái khu vực mà trẻ em nói một cái thứ giọng không chuẩn, một quá nhiều phương ngữ ấy, hoặc là không phát được quá nhiều âm hoặc ngọng, thì nó hơi khó, bởi vì nó sẽ phát sinh rất nhiều các trường hợp kiểu như thế này, nhớ chưa?
Nhưng mà các em biết là kể cả các trường hợp kiểu như thế này thì dạy theo cách hiện hành nó cũng có vấn đề chút đấy, chứ không phải không đâu. Ví dụ như cô giáo dạy học sinh đọc là rõ, giờ o do ngã rõ, thì đúng rồi, thế thì ghi là chữ rõ, học sinh nó cứ thấy chữ này nó đọc là giờ o do ngã rõ mà nó không nắm được thực ra đây là một âm khác với âm này, đúng không? Rồi ví dụ như là giàng, giờ ăn răng huyền giàng, cô gái ở một cái vùng mà đọc mà không bị ngọng lại đọc là rờ ăn răng huyền răng, nhưng mà ở cái vùng này đọc là giờ ăn răng huyền giàng, rồi ghi trên bảng vẫn là giàng như thế này, đúng không? Là sai, mà phải rờ ăn răng huyền răng này mới đúng. Thế thì vì trẻ con nó học theo cách này, nó học hình thức, cho nên nó nhìn cái chữ này nó nhớ và nó đọc được. Đấy. Nó không cần biết âm là cái gì, nó không cần biết, tức là học theo kiểu mì ăn liền. Thế thì thầy nhắc các bạn là cái cách hiện hành này là cái cách dạy là cái hình thức ở bên ngoài, còn cái cách của công nghệ giáo dục là cái cách bản chất ở bên trong, tổ chức lại cho trẻ em đi cái con đường mà nhà khoa học đã đi, nhà ngữ âm học đã đi và nó đúng bản chất. Nhưng mà mỗi cái đều có cái khó khăn của nó cả. Đấy. Thế thì khi mà các em muốn nêu ý kiến thì các em phải hiểu rõ những cái này, không bao giờ được nhầm lẫn nhé. Và đôi khi mình không biết mà mình phát biểu ý kiến ấy, thì nó sẽ gây hại. Thầy thấy là nhiều người thà rằng họ im đi, họ đừng nói thì họ sẽ làm việc tốt, chứ còn nếu mà họ nói này là họ làm hại. Đấy, chứ nhiều người là có thể làm việc tốt bằng cách im đi, đừng có phát biểu gì cả. Đấy. Thế nhân đây thì thầy sẽ đề cập đến một cái câu chuyện cũ rồi, mà hồi đấy thầy Nam cũng phải làm một cái video. Thì đó là cái thầy là giáo sư Bùi Hiền thì đã đề xuất một cái hệ thống chữ viết khác, đúng không? Chỉnh sửa lại hệ thống chữ Quốc ngữ. Thì cái này thầy nói thêm nhé. Thực ra thầy Bùi Hiền thầy không thay đổi tiếng Việt, thầy không thay đổi ngôn ngữ Việt, thầy chỉ thay đổi hệ thống chữ viết. Mà tại sao lại thay đổi hệ thống chữ viết? Vì này, vì trong cái hệ thống chữ viết của chữ Quốc ngữ có nhiều cái nó chưa tối ưu. Thầy ví dụ như cũng là phần ngờ, thì có lúc thì ngờ như này và có lúc thì ngờ như này, đúng không? Đúng không? Hay là ví dụ như là có rất là nhiều chữ mà chúng ta không dùng, ví dụ chữ G, chữ Z này chúng ta không dùng, chữ G chúng ta không dùng. Mà nếu sử dụng vào thì sẽ bớt đi được những cái mà chữ mà có quá nhiều ký tự. Thì thầy Hiền thấy là cái người làm khoa học, và người làm khoa học thì sẽ đề xuất ra những cái giải pháp khoa học. Thế còn việc có áp dụng trong thực tế hay không thì người ta còn phải cân nhắc nhiều yếu tố, mà bao gồm cái yếu tố quan trọng nhất đó là kinh tế. Em tưởng tượng ví dụ như khi người Đức họ nghĩ ra một cái hệ thống tàu cao tốc điện từ trường cực nhanh, thì họ lại xây ở Thượng Hải trước chứ họ không xây ở nước Đức. Tại sao? Bởi vì cái hệ thống đường cao tốc trước đó của Đức đang quá tốt, và bây giờ nghĩ ra một cái tốt hơn nhưng mà không thể phá cái cũ đi được bởi vì nó tốn tiền lắm, thì thôi cứ đi dùng cái cũ, còn dùng cái mới lại xây ở nơi khác và thu tiền về. Như vậy thì không phải cứ một cái mới thì chúng ta áp dụng được ngay, mà chúng ta phải cân nhắc xem giữa cái được và cái mất, giữa cái lợi ích kinh tế và cái thiệt hại về kinh tế. Thì cái đề xuất của thầy Bùi Hiền thầy vẫn nghĩ là không thể thực hiện được, bởi vì nếu thực hiện cái đó thì bây giờ tất cả những cái thư tịch trước kia là không đọc được, có khi 100 năm sau là con em chúng ta lại không đọc được cái chữ mà mình viết bây giờ, thì cái đấy dở. Hai nữa là thay đổi toàn bộ thì nó tốn kém kinh khủng. Nhưng mà ở góc độ một nhà khoa học về ngôn ngữ thì họ đề xuất như vậy là đúng chứ, đúng không? Rất là đúng, người làm khoa học thì phải nghĩ khoa học chứ, còn cái việc áp dụng ra thực tế thì nó lại là do các nhà kinh tế họ làm chứ, thì việc ai người đó làm chứ. Nhưng mà chúng ta không được chửi bới một cách lung tung mà chúng ta không hiểu. Ví dụ như là thầy Bùi Hiền thầy ấy viết cái chữ giáo dục bình thường chúng ta viết thế này, đúng không? Giáo dục đây thì cái âm giờ ấy là chúng ta dùng trong cái chữ giáo này là cái chữ gì này, nó là âm giờ, nó là giờ. Và chữ âm giờ trong chữ dục thì dùng cái chữ này là hai chữ khác nhau. Đấy, trong hai từ khác nhau. Nhưng mà thầy thay cái âm giờ này bằng chữ Z. Đấy, còn A và O thì nó giống như giáo. Còn cái âm giờ bên này thì thầy giữ nguyên. Đấy, và âm cờ thầy thay bằng chữ K. Đấy, thì em đọc là giáo dục. Đọc bình thường giáo dục thôi. Chỉ khác là ở đây là đọc giáo, thì đây cũng là đọc giáo. Vì cái âm này giờ nó chỉ khác nhau về mặt biểu hiện của nó thôi, về mặt ký hiệu của nó thôi, đúng không? Và ở đây là chữ giờ thì đây là chữ giờ. Và khi đổi như vậy thì cái hệ thống chữ cái nó giảm xuống, nó đơn giản hơn, viết nó dễ hơn và nó đã tối giản hơn, tức là nó đẹp hơn. Chẳng qua là nó không quen với mắt của chúng ta thôi. Thì thầy đã nói rồi, một cái người làm khoa học họ làm như vậy, đúng không? Họ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như vậy, rồi họ nói chúng ta biết, chúng ta đọc để mở mang đầu óc ra để biết à cái chúng ta đang dùng không phải là tối ưu. Và xong đấy các nhà kinh tế họ sẽ làm, họ tính toán xem là cái này khi áp dụng vào thực tế thì nó tốn kém như thế nào, chúng ta không nên thay đổi. Thì đó là cái cách làm khoa học bình thường. Không phải riêng ở Việt Nam mà cả thế giới họ đều làm như vậy. Nhưng mà quá nhiều người không hiểu và bắt đầu chửi bới lung tung thì điều đấy rất là không nên. Thì thầy làm những cái video như thế này ấy, là để giúp cho học sinh của thầy có cái hiểu biết nhất định để các em không sa vào những cái sai lầm, những cái mà không nên đối với cái người có tri thức. Thì thầy hy vọng là cái video này một dù rất là ngắn nhưng mà nó đã giải đáp được cho các em một số cái thắc mắc. Thì nếu mà có những cái thắc mắc ở cái tầm sâu sắc hơn thì các em cần tìm hiểu thêm, hoặc là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong một cái dịp khác. Cảm ơn các em.